Ở Long Cung thì mưa xuống rất trân châu tên là Quang Minh vọt lên. Ở cung Atula thì mưa xuống các binh gậy tên là Hàng Phục Oán Địch. Ở Bắc Uất Đơn Việt thì mưa xuống đủ thứ hoa tên là Khai Phu. Còn ba thiên hạ kia cũng đều như thế. Tùy tùy các nơi mưa xuống khác nhau, nhưng tâm của Long Vương bình đẳng không có sự phân biệt đó đây. Chỉ vì căn lành của chúng sinh khác nhau nên mưa xuống có sự khác biệt. Ở Long Cung thì mưa xuống nước mưa Xích Trân Châu tên là Quang Minh vọt lên. Ở cung Atula thì mưa xuống nước mưa các binh gậy tên là Hàng Phục Oán Địch. Ở Bắc Uất Đơn Việt thì mưa xuống nước mưa đủ thứ hoa tên là Khai Phu. Còn ba thiên hạ kia, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu cũng đều mưa xuống như thế. Ở tại mỗi nơi tùy theo cơ duyên của tất cả chúng sinh mà mưa xuống khác nhau, nhưng tâm của Long Vương bình đẳng không có sự phân biệt đó đây. Chỉ vì căn lành của chúng sinh khác nhau nên mưa xuống có sự khác biệt. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác vô thượng pháp vương cũng là như thế, muốn đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh, trước hết giăng bày thân mây cho chủ pháp giới, tùy theo sự ưa thích của họ mà hiện thân khác nhau, đó là hoặc vì chúng sinh hiện mây sinh thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây hóa thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây lực trì thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây sắc thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây tướng hảo thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây phước đức thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây trí huệ thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây các lực bất khả hoại thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây vô úy thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây pháp giới thân. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác vô thượng pháp vương cũng là như thế, muốn đem chánh pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, trước hết giăng bày thân mây cho chùm pháp giới, tùy theo sự ưa thích của họ mà vì chúng sinh hiện 10 thứ thân mây khác nhau, đó là một hoặc vì chúng sinh hiện mây thân sơ sinh, hai hoặc vì chúng sinh hiện mây biến hóa thân, ba hoặc vì chúng sinh hiện mây lực chỉ thân, bốn hoặc vì chúng sinh hiện mây sắc thân, năm hoặc vì chúng sinh hiện mây tướng hảo thân, sáu hoặc vì chúng sinh hiện mây phước đức thân, bảy hoặc vì chúng sinh hiện mây trí huệ thân, tám hoặc vì chúng sinh hiện mây các lực bất khả hoại thân, 9. Hoặc vì chúng sinh hiện mây vô úy thân. 10. Hoặc vì chúng sinh hiện mây pháp giới thân. 10 thân của Phật phân ra làm hai thứ, một là 10 thân của ba đời, hai là 10 thân bổn thân của chư Phật. 10 thân của ba đời: một, chúng sinh thân; hai, quốc độ thân; ba, nghiệp báo thân; bốn, thanh văn thân; năm, duyên giác thân; sáu, Bồ Tát thân; bảy, Như Lai thân; tám, trí thân; chín, pháp thân; 10. Hư không thân. 10 thân của chư Phật: 1. Nguyện thân, 2. Hóa thân, 3. Lực trì thân, 4. Ý sinh thân, 5. Trang nghiêm thân, 6. Phước đức thân, 7. Trí thân, 8. Bồ đề thân, 9. Oai thế thân, 10. Pháp thân. 10 thân của chư Phật ở trên tên tùy khác nhau nhưng nghĩa giống nhau. Phật tử, Như Lai dùng vô lượng thân mây như vậy che khắp 10 phương tất cả thế giới, tùy theo sở thích của chúng sinh khác nhau mà thị hiện đủ thứ ánh chớp quang minh. Đó là hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vô sở bất trí, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vô biên quang minh, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là nhập Phật bí mật pháp, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là ảnh hiện quang minh, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là quang minh chiếu sáng, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vào vô tận môn đà la ni, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là chánh niệm bất loạn, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là cứu kính bất hoại, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là thuận vào các cõi, hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là mãn tất cả nguyện đều khiến hoàn hỷ. Các vị Phật tử, Như Lai dùng vô lượng thân mây như vậy che khắp 10 phương tất cả thế giới, tùy theo sở thích của tất cả chúng sinh khác nhau mà thị hiện tướng khác nhau đủ thứ ánh chớp quang minh. Đó là một hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là chẳng đâu mà không đến, hai hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vô biên quang minh, ba hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vào pháp bí mật của Phật, bốn hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là ảnh hiện quang minh, năm hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là quang minh chiếu sáng, sáu hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vào vô tận môn đà la ni, 7. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là chánh niệm bất loạn, 8. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là cứu kính bất hoại,
9. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh trước quang minh, tên là thuận vào các cõi. 10. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh trước quang minh, tên là mãn tất cả nguyện, đều khiến hoàn hỷ. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện vô lượng ánh trước quang minh như vậy rồi, lại tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội. Đó là tiếng sấm tam muội thiện giác trí, tiếng sấm tam muội xí nhiên ly cấu hải, tiếng sấm tam muội tất cả pháp tự tại, tiếng sấm tam muội kim cang luân, tiếng sấm tam muội tu di sơn tràng, tiếng sấm tam muội hải ấn, tiếng sấm tam muội nhật đăng, tiếng sấm tam muội khắp khiến chúng sinh hoan hỷ, tiếng sấm tam muội vô tận tạng, tiếng sấm tam muội bất hoại giải thoát lực. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác thị hiện vô lượng ánh trước quang minh như vậy rồi, lại tùy thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội. Đó là: một, tiếng sấm tam muội thiện giác trí; 2, tiếng sấm tam muội xí nhiên ly cấu hải; 3, tiếng sấm tam muội tất cả pháp tự tại; 4, tiếng sấm tam muội kim cang luân; 5, tiếng sấm tam muội tu di sơn tràng; 6, tiếng sấm tam muội hải ấn; 7, tiếng sấm tam muội nhật đăng; 8, tiếng sấm tam muội khắp khiến chúng sinh hoan hỷ; 9, tiếng sấm tam muội vô tận tạng; 10, tiếng sấm tam muội bất hoại giải thoát lực, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được những tiếng sấm tam muội đó phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, cầu quả Phật vô thượng. Phật tử, trong thần mây của Như Lai phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội khác biệt như vậy rồi, khi sắp mưa pha vũ thì trước hết hiện tướng điểm lành để khai ngộ chúng sinh. Đó là từ tâm đại từ bi không chướng ngại hiện ra Như Lai đại trí phong luân, tên là hay khiến tất cả chúng sinh hoan hỷ vui mừng không thể nghĩ bàn. Các vị Phật tử, trong thân mây của Như Lai phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội khác biệt như vậy rồi, khi sắc mưa phá vũ thì trước hết hiện tướng điểm lành để khai thị chúng sinh. Đó là từ tâm đại từ bi không chướng ngại hiện ra Như Lai đại trí phong luân, tên là hay khiến tất cả chúng sinh hoan hỷ vui mừng không thể nghĩ bàn. Tướng đó hiện ra rồi thì tất cả Bồ Tát và các chúng sinh thân và tâm đều được mát mẻ. Sau đó, từ mây đại pháp thân, mây đại từ bi, mây lớn không thể nghĩ bàn của Như Lai, mưa xuống pháp vũ rộng lớn không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm đều thanh tịnh. Tướng đó thị hiện ra rồi, thì tất cả Bồ Tát và các chúng sinh thân và tâm đều đắc được sự mát mẻ. Sau đó, từ mây đại pháp thân, mây đại từ bi, mây lớn không thể nghĩ bàn của Như Lai, mưa xuống pháp vũ rộng lớn không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm đều thanh tịnh, tự tại. Đó là vị Bồ Tát ngồi Bồ Đề tràng, mười đại pháp vũ tên là pháp giới không khác biệt. Vị Bồ Tát tối hậu thân, mười đại pháp vũ tên là Bồ Tát Du Hí Như Lai bí mật giáo. Vị Bồ Tát nhất sinh sở hệ, mười đại pháp vũ tên là thanh tịnh phổ quang minh. Vị Bồ Tát quán đảnh, mười đại pháp vũ tên là trang nghiêm, đồ trang nghiêm của Như Lai. Vị Bồ Tát đắc nhẫn, mười đại pháp vũ tên là công đức bảo trí huệ hoa khai phù, chẳng dứt hạnh đại bi của Bồ Tát. Đó là: một, vị Bồ Tát ngồi Bồ Đề tràng sắp thành Phật, mười đại pháp vũ tên là pháp giới không khác biệt. 2, vị Bồ Tát tối hậu thân đời sau thành Phật, tức là nhất sinh bổ xứ, Bồ Tát này ở nội viện cùng trời Đâu Xuất đợi hậu bổ Phật vị. Vị Bồ Tát này mười đại pháp vũ tên là Bồ Tát Du Hí Như Lai bí mật giáo. 3, vị Bồ Tát nhất sinh sở hệ chưa đến một đời cuối cùng, mười đại pháp vũ tên là thanh tịnh phổ quang minh. 4, vị Bồ Tát quán đảnh và bậc pháp vương, mười đại pháp vũ tên là trang nghiêm, đủ trang nghiêm của Như Lai. 5, vị Bồ Tát đắc nhẫn vô sinh pháp nhẫn, mười đại pháp vũ tên là công đức bảo trí huệ hoa khai phù, chẳng dứt hạnh đại bi của Bồ Tát. Vị Bồ Tát trụ hướng hạnh, mười đại pháp vũ tên là vào môn hiện tiền biến hóa thâm sâu mà hành Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ, không nhả mỏi. Vì Bồ Tát sở phát tâm, mười đại pháp vũ tên là sinh ra hạnh đại từ bi của Như Lai cứu hộ chúng sinh. Vì chúng sinh cầu duyên giác thừa, mười đại pháp vũ tên là biết sâu pháp duyên khởi, xa lìa hai bên, đắc được quả giải thoát bất hoại. Vì chúng sinh cầu thanh văn thừa, mười đại pháp vũ tên là dùng kiếm đại trí huệ, chặt đứt tất cả oán phiền não. Vì chúng sinh tích tập căn lành quyết định, chẳng quyết định, mười đại pháp vũ tên là hay khiến thành tựu đủ thứ pháp môn sinh đại hoàn hỷ. 6. Vì Bồ Tát trụ hướng hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, mười đại pháp vũ tên là vào môn hiện tiền biến hóa thâm sâu
mà hành Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ, không nhàm mỏi. Bảy vị Bồ Tát sở phát tâm, vừa mới phát tâm Bồ Đề 10 đại pháp vũ, tức là sinh ra hạnh đại từ bi của Như Lai, cứu hộ chúng sinh. 8. Vì chúng sinh cầu duyên giác thừa, 10 đại pháp vũ, tên là biết sầu pháp duyên khỏi xa lìa hai bên có không, đắc được quả giải thoát bất hoại. 9. Vì chúng sinh cầu thanh văn thừa, 10 đại pháp vũ, tên là dùng kiếm đại trí huệ, chặt đứt tất cả oán phiền não. 10. Vì chúng sinh tích tập căn lành quyết định, chẳng quyết định, 10 đại pháp vũ, tên là hai khiến thành tựu đủ thứ pháp môn sinh đại hoan hỷ. Phật tử, chư Phật Như Lai tùy tâm chúng sinh, mười pháp vũ rộng lớn như vậy đầy khắp tất cả vô biên thế giới. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác tâm bình đẳng đối với pháp không sẻn tiếc, chỉ vì các tánh chúng sinh khác nhau nên mười pháp vũ thị hiện có sự khác biệt. Đó là tiếng âm thanh thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, chư Phật Như Lai tùy tâm tất cả chúng sinh, mười pháp vũ rộng lớn như vậy đầy khắp tất cả vô biên thế giới. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác tâm bình đẳng đối với pháp không sẻn tiếc, chỉ vì căn tánh chúng sinh khác nhau nên mười pháp vũ thị hiện có sự khác biệt. Đó là tướng âm thanh thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như vậy. Lại nữa, Phật tử nên biết âm thanh Như Lai có 10 thứ vô lượng. Những gì là 10? Đó là như cõi hư không vô lượng, vì đến tất cả mọi nơi, như pháp giới vô lượng, vì không đâu mà chẳng khắp, như cõi chúng sinh vô lượng, vì khiến cho tất cả tâm hoan hỷ, như các nghiệp vô lượng, vì nói quả báo các nghiệp, như phiền não vô lượng, vì đều khiến trừ diệt, như tiếng nói chúng sinh vô lượng, vì tùy sự hiểu mà khiến cho được nghe, như chúng sinh thích hiểu vô lượng, vì khắp quán sát cứu độ, như ba đời vô lượng, vì không có bờ mé, như trí huệ vô lượng, vì phân biệt được tất cả, như cảnh giới Phật vô lượng, vì vào pháp giới của Phật. Lại nữa, các vị Phật tử, các vị nên biết âm thanh Như Lai có 10 thứ vô lượng. Những gì là 10? Đó là 1. Như cõi hư không vô lượng, vì đến tất cả mọi nơi. 2. Như pháp giới vô lượng, vì không đâu mà chẳng cùng khắp. 3. Như cõi chúng sinh vô lượng, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. 4. Như các nghiệp vô lượng, vì nói ra được quả báo của nghiệp. 5. Như phiền não vô lượng, vì đều khiến cho tất cả phiền não trừ diệt sạch hết. 6. Như tiếng nói chúng sinh vô lượng, vì tùy sự hiểu mà khiến cho được nghe. 7. Như chúng sinh thích hiểu vô lượng, vì khắp quán sát nhân duyên của chúng sinh cứu độ tất cả chúng sinh. 8. Như ba đời vô lượng, vì không có bờ mé. 9. Như trí huệ vô lượng, vì phân biệt được tất cả các pháp. 10. Như cảnh giới Phật vô lượng, vì vào khắp pháp giới của Phật. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác thành tựu A Tăng kỳ vô lượng như vậy, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác thành tựu A Tăng kỳ vô lượng như vậy, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Bấy giờ đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng: lúc đó đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: Bồ Tát Tử Bi tha thiết, sợ rằng đại chúng trong pháp hội kinh Hoàng Nghiêm và tương lai chúng sinh, bạn tôi và họ chẳng minh bạch đạo lý kinh Trường Hàng, nên tường thuật lại lần nữa. 3000 thế giới lúc sắp hoại, chúng sinh phước lực nghe tiếng bảo tứ thiền tịch tĩnh chẳng có khổ, khiến họ nghe rồi đều lìa dục. Khi 3000 đại thiên thế giới sắp hủy hoại, thì phước lực của chúng sinh trên trời và phước lực của chúng sinh nhân gian có phát ra một thứ âm thanh bảo chúng sinh rằng: cõi sơ thiền chẳng có khổ mà có vui. Thiên chúng từ địa ngục sinh về cõi trời, tự nhiên lìa khỏi dục giới lục thiên, sinh về cõi trời sơ thiền sắc giới. Lại có một thứ âm thanh bảo chúng sinh rằng: sự khoái lạc ở cõi sơ thiền chẳng rốt ráo, cõi trời nhị thiền rất thanh tịnh an lạc. Chúng sinh tự nhiên lìa khỏi cõi trời sơ thiền, sinh về cõi trời nhị thiền. Lại khen ngợi sự an vui ở cõi trời tam thiền, chúng sinh bèn sinh về cõi trời tam thiền. Lại khen ngợi sự tịch tĩnh của cõi trời tứ thiền, chẳng có mọi sự khổ, chúng sinh bèn sinh về cõi trời tứ thiền, khiến cho các chúng sinh nghe được tiếng đó rồi đều lìa khỏi dục lạc. Thập lực thế tôn cũng như thế, vang diệu âm thanh khắp pháp giới, vì nói các hạnh khổ vô thường, khiến họ thoát khỏi biển sinh tử. Thập lực thế tôn cũng lại như thế, hay vang ra âm thanh vi diệu khắp cùng pháp giới, vì chúng sinh nói đạo lý các hạnh là khổ không, vô thường vô ngã, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi biển sinh tử, không còn bị chịu khổ,
ở trong sáu nẻo luân hồi. Ví như trong hang động núi sâu, tùy theo âm thanh đều vang tiếng, tùy hay theo đuổi tiếng nói kia mà vang rốt ráo không phân biệt. Ví như trong hang động trốn núi sâu, bất cứ phát ra âm thanh gì thì ở trong hang núi sẽ hồi lại tiếng vang. Âm thanh lớn thì tiếng vang lớn, tiếng vang tuy nhiên tùy theo tiếng của bạn nói mà có tiếng vang, nhưng bản thể của tiếng vang rốt ráo chẳng có sự phân biệt. Tiếng nói thập lực cũng như vậy, tùy căn thành thục mà thị hiện, khiến họ điều phục sinh hoan hỉ, chẳng nghĩ ta nay hay diễn nói. Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, tùy theo căn tánh thành thục của chúng sinh mà thị hiện vì họ nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh được điều phục sinh tâm hoan hỉ. Nhưng Phật chẳng nghĩ rằng hiện tại ta vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Như trời có trống tên năng giác, thường trong hư không chấn pháp âm, giải các thiết từ đừng phóng giật, khiến họ nghe rồi lìa chấp trước. Ví như ở trên trời có cái trống tên là năng giác, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được tiếng trống trời mà được giác ngộ. Trống trời đó thường ở trong hư không vì chúng sinh nói pháp, dàn dạy các thiên tử và các thiên nữ đừng có phóng dật, đừng có tham đủ khoái lạc, phải giữ gìn pháp luật của chư thiên, khiến cho các thiên tử và thiên nữ nghe được pháp âm của trống trời đó đều được lìa khỏi mọi sự chấp trước. Trống pháp thập lực cũng như vậy, vào ra đủ thứ diệu âm thanh, giác ngộ tất cả các quần sinh, khiến họ đều chứng quả bồ đề. Trống pháp của Như Lai cũng lại như thế, hay vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh ở trong mê mộng sớm được tỉnh giác, đừng tham trước cảnh giới ở trong mộng đều là hư vọng không thật, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được quả bồ đề giác ngộ. Tự tại thiên vương có nữ bóng, trong miệng khéo tấu các âm nhạc, một tiếng phát ra trăm ngàn tiếng, trong mỗi mỗi tiếng lại trăm ngàn. Đại tự tại thiên vương có một nữ bóng, tên của cô ta là Thiện Khẩu. Tại sao gọi là Thiện Khẩu? Vì khéo diễn tấu tất cả âm nhạc ở trong miệng của cô ta, vang ra một thứ âm thanh, có thể biến hóa ra trăm ngàn thứ âm thanh. Trong mỗi thứ âm thanh biến hóa đó lại có thể biến hóa ra trăm ngàn thứ âm thanh. Âm thanh thiện thệ cũng như vậy, một tiếng vang ra tất cả tiếng, tùy theo căn tánh có khác nhau, đều khiến nghe rồi rất phiền não. Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, ở trong một âm thanh mà có thể vang ra tất cả mọi âm thanh, tùy theo căn tánh và sự ưa muốn của tất cả chúng sinh mà có sự khác biệt, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp âm đó rồi đều dứt trừ được tất cả phiền não. Ví như Phạm Vương nói một tiếng, hãy khiến phạm chúng đều hoan hỉ. Chỉ phạm chúng nghe chẳng ra ngoài, mỗi mỗi đều nói chỉ mình nghe. Ví như Phạm Vương nói một âm thanh mà hãy khiến cho phạm chúng cõi sắc giới đều sinh tâm hoan hỉ, âm thanh đó chỉ có phạm chúng cõi trời thơ sơ thiền mới nghe được. Người ở ngoài phạm chúng chẳng nghe được, tất cả phạm chúng đều nghĩ rằng Đại Phạm Thiên Vương chỉ vì mình ta mà nói,